Shop hàng Nhật Luyện kính chào tất cả các bác. Hôm nay em lên sóng một con máy rửa bát Panasonic NPT M3. M3 các bác nhé, thuộc cái dòng phân khúc hai cánh mở xuống dưới này, chiều cao 60 phân. Đấy, rất phù hợp cho các bác nào nhà cái chiều cao từ mặt đá lên đáy tủ bếp mà hạn chế là 60. Đa số các bác hay nhà chung cư hay này, một số nhà lắp thì đều họ có quy chuẩn là 60 phân. Thì con máy này có thể để âm tủ được nhé. Vừa để âm tủ được mà vừa có thể để trên bệ đá được. Một con máy khá đẹp này, con này mặt mũi trắng trẻo, long lanh này. Lưng điếc ok, không có móp gì này, còn rất là phẳng, sản xuất năm 2010 các bác nhé. Hình thức quá đẹp này. Con này em để số 3, rửa với nước nóng 80 độ C nhé. Có chế độ chặn bát giữ khô này để thời gian sấy rồi tiêu chuẩn nước nóng 80 độ. Chúng vào được hiện đẹp. Con này rồi bên trong rất mới nhá, rồi bên trong cực mới luôn ạ, rất là sạch sẽ, đấy, trắng tinh, không có bẩn lem nhem gì đâu ạ. Đấy, các thứ mọi chung còn rất là mới, giòn chỉ đẹp, sáng, giá bát từ sáng. Một con máy TM3 cả các cái dây máy so các anh nhìn trong này. Đây này, rất là mới luôn nhé, gần như là rất ít dùng, dùng rất cẩn thận. TM3 rất đẹp. Con em bán 4 triệu rưỡi nhé, giá 4 triệu rưỡi, rất là rẻ. Máy rửa bát Panasonic TM3 tương đương với TR3 đấy, nhưng thằng TM thì lúc nào giá nó cũng hợp lý hơn. Giá 4 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ địa chỉ của em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Máy được bảo hành 6 tháng, sau hết thời gian bảo hành hỗ trợ các bác và máy trọn đời nhé. Vấn đề gì các bác alo sẽ giúp các bác từ xa. Đây, một con máy khá đẹp. Đây, giá 4 triệu rưỡi chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Đổi nguồn của Liwa thì 500 nghìn. Chào các bác.